phát hành bản tin nội bộ số, quét mã QR, khai thác các ứng dụng Google trong tổ chức học tập quán triệt nghị quyết của Đảng, khảo sát trực tuyến thông qua các nhóm Zalo. Một số mô hình chuyển đổi số của Ban Tuyên giáo quận ủy Tây Hồ đã được cán bộ đảng viên đánh giá cao và quan trọng hơn là thúc đẩy cán bộ tuyên giáo tiếp cận đổi mới phương thức tuyên truyền trong không gian mạng. Triển khai thực hiện các mô hình công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực tuyên giáo thì với cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ công tác tuyên giáo thì các đồng chí đó đã có cái nhìn nhận rõ nét hơn và tiếp cận kịp thời các nguyện đồng tiết thông qua việc tự học hỏi cũng như thông qua việc trao đổi chuyên môn sâu, cái lượng theo dõi cũng như lượng tương tác cũng đã tăng lên rất lớn. Ví dụ như là cái trang fanpage Tây Hồ 24/7 chúng tôi thì cũng có trên 20.000 lượt theo dõi. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là thách thức nhưng cũng là cơ hội cho ngành tuyên giáo đổi mới tư duy, ứng dụng hiệu quả các tính năng, công cụ mới của không gian mạng, nhất là mạng xã hội và hoạt động thông tin tuyên truyền để có thể truyền đi cảm hứng, thuyết phục, cổ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân tạo dựng niềm tin xã hội vào Đảng, Nhà nước. Với chủ đề chuyển đổi số trong hệ thống tuyên giáo thủ đô, tọa đàm do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức đã tạo diễn đàn để các chuyên gia, các đơn vị cơ sở xác định rõ hơn tính cấp thiết của chuyển đổi số, nhận diện những thuận lợi khó khăn, trao đổi những cách làm hay, mô hình mới trong đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực công tác tuyên giáo. Cán bộ làm công tác tuyên giáo không chỉ đơn thuần như ngày xưa là làm tuyên giáo nói chung, mà bây giờ tuyên giáo bây giờ phải giỏi về khoa công, giỏi về công nghệ thông tin, giỏi về cả chuyên môn và giỏi về ngôn ngữ. Và chúng tôi cũng cho rằng là cái việc được cập nhật thông tin và khai thác các cái phần mềm cũng rất quan trọng. Việc có những phần mềm chung để cùng dùng trong một hệ thống là một việc làm rất là cần thiết. Nó mang đến một cái hiệu quả, mang tính đồng bộ. Vai trò của báo chí trong cái công tác tuyên giáo là ngày càng quan trọng. Và đặc biệt trong cái bối cảnh chuyển đổi số hiện nay. Là bởi vì thông qua các cái sản phẩm báo chí chúng ta có thể tiếp cận được tới nhiều các cái kênh khác nhau. Nó xuất hiện cái từ khóa là báo chí đa nền tảng, báo chí đa phương tiện, báo chí hội tụ, rồi thậm chí kể bây giờ là phải cần có cả đến báo chí giải pháp. Bởi vì nếu như chỉ có mỗi đưa tin không thì chưa đủ. Đưa tin không thì mạng xã hội đưa đủ hết đấy. Nhưng báo chí cần phải đưa ra những giải pháp. Giải pháp kiến nghị để đề xuất, đôi khi nó sẽ định hướng dư luận, tạo dựng ra niềm tin cho xã hội. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội là một trong những cái cơ quan mà rất quan tâm đến cái vấn đề chuyển đổi số, đẩy mạnh cái công tác thông tin tuyên truyền ở trên không gian mạng, mà đặc biệt là mạng xã hội. Ứng dụng những cái tính năng mới, những cái công cụ mới của không gian mạng vào công tác tuyên truyền của mình để đáp ứng được các cái tiêu chí. Một là lan tỏa, hai là thu hút, ba là kịp thời và bốn là chính xác. Có thể thấy đội ngũ cán bộ tuyên giáo đang tích cực thay đổi nhận thức và hành động trong chuyển đổi số. Và cùng với nỗ lực đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, số hóa dữ liệu, xây dựng tuyên giáo số, hệ thống tuyên giáo thủ đô nêu cao quyết tâm đi đầu trong thực hiện chuyển đổi số của thành phố, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo của Đảng, xứng đáng với vai trò đi trước mở đường. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đang nỗ lực đổi mới, làm phong phú các hình thức thông tin tuyên truyền, tạo điều kiện cho cán bộ đảng viên và nhân dân nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng. Lần đầu tiên, một hội thi tìm hiểu nghị quyết theo hình thức trực tuyến do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tham mưu đã được Thường trực Thành ủy đồng ý cho tổ chức. Đó là hội thi tìm hiểu nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là nghị quyết quan trọng với nhiều điểm mới về lãnh đạo, chỉ đạo, công cuộc xây dựng phát triển thủ đô trong chung và dài hạn. Lễ phát động hội thi tìm hiểu nghị quyết 15 của Bộ Chính trị theo hình thức trực tuyến sẽ diễn ra sáng nay, đúng dịp kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng, mùng 1 tháng 8 năm 1930, mùng 1 tháng 8 năm 2022.